Thưa quý vị và các bạn, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên có 1.548 hội viên nông dân, hiện sinh hoạt tại 25 chi hội cơ sở. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại địa phương này đã được các hội viên nông dân tích cực hưởng ứng. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi với cách làm hay, hiệu quả, giúp bà con làm giàu và góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Những năm trước đây, ông Lương Ngọc Ninh, hộ nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh ở bản Bồn 2, xã Bảo Hà, từng có nguồn thu lớn từ vườn chanh lên tới hàng nghìn gốc. Khi quả chanh xuống giá, ông Ninh là hộ đầu tiên ở Bảo Hà đưa giống cây ổi lên Đài Loan về thay thế diện tích chanh. Từ 500 gốc ổi ở thời điểm ban đầu, hiện nay vườn ổi của gia đình ông Ninh đã lên 1.500 gốc. Sản lượng bình quân đạt từ 20 đến 25 tấn quả, mang lại nguồn thu bình quân mỗi năm khoảng 400 triệu đồng. Cùng với cây ổi, trên diện tích trang trại rộng trên 5 hecta của gia đình, ông Ninh trồng thêm hàng trăm gốc bưởi da xanh, kết hợp trồng ớt chỉ thiên. Nguồn thu từ vườn cây trái không chỉ do gia đình cuộc sống sung túc, mà còn tạo thêm công ăn việc làm thời vụ cho khoảng 10 lao động ở địa phương. Chuyển sang trồng cây ổi này, thì trồng cây ổi này từ lúc trồng đến lúc được thu hoạch thì có 6 tháng, mà thực sự là 6 tháng. Sau khi một năm thì mỗi một năm, cây đã có một năm tuổi ra, mỗi cây một năm là cho tầm 3 đến 50 cân. Mà trồng thì cái này thì đơn giản mà dễ trồng. Riêng về cây ổi này thì tuyệt đối an toàn. Bình quân mỗi ngày thì vẫn thu nhập được 5-70 cân một tạ. Và nếu như chính vụ cách đây độ 20 ngày về trước ấy, thì ngày 4-5 tạ cũng có. Cũng là một trong những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của xã Bảo Hà. Đầu tư làm ăn bài bản nên chỉ sau chưa đầy 3 năm đi vào sản xuất, mô hình chăn nuôi bò thâm canh của Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch Tuấn Linh do anh Trần Minh Tuấn làm chủ đã sớm thành công khi trang trại duy trì số lượng bình quân từ 500 đến 600 con. Mỗi tháng, Hợp tác xã xuất bán ra thị trường hàng chục con bò thịt và bò giống cùng 10 tấn phân chuồn quế. Cộng thêm nguồn thu từ 200 gốc nhãn và một mô hình trồng rau an toàn, nuôi ngựa bạch tại huyện Bắc Hà. Mỗi năm, Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch Tuấn Linh có tổng doanh thu khoảng trên 2 tỷ đồng, trừ chi phí lãi khoảng 800 triệu đồng. Cái chăn nuôi bò ấy, nếu mình chăn thả theo hình thức tự nhiên thì bò là cái giống ăn mà nó rất nhởn nhơ. Nếu mà chăn thả tự nhiên thì nó rất lười ăn, mà là sản lượng nếu mà bò mà về cái kinh tế thì nó sẽ không phát triển được. Bò nó không chịu khó ăn, nếu ăn chăn thả cả một ngày thì về ăn sẽ không đủ lo. Mà nếu mà em mà chăn nhốt này thì là nó bò là nó sẽ rất là chịu khó ăn mà nó làm giảm bớt được cái chi phí nhân công đi. Và em lại làm được, em tận dụng được cái phân của nó để em làm nuôi giun chuồn quế. Để là cái sản phẩm nuôi giun chuồn quế sau đấy thì là mình sẽ là mình lấy cái lợi nhuận ở đấy để là trả về chi phí nhân công. Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi có sức lan tỏa và tạo được hiệu quả, nhiều năm qua, Hội Nông dân xã đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cán bộ hội viên. Qua đó, bà con đổi mới tư duy sáng tạo trong lao động sản xuất, biết tận dụng nguồn lực đất đai, đầu tư canh tác để thực hiện khát vọng làm giàu ngay tại quê hương mình. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và giảm nghèo bền vững đã triển khai sâu rộng đến toàn thể các chi hội thôn bản và đã được các chi hội thôn bản thông qua các cái cuộc họp của chi hội cũng như là thôn bản để truyền tải tới hội viên và để giúp cho hội viên cùng nhau thi đua làm giàu và giảm nghèo bền vững. Và hiện nay thì đối với xã Bảo Hà thì cũng đã có một số điển hình tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giỏi. Hiện nay, toàn xã Bảo Hà có 92 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Các gia đình này luôn là đầu tàu trong việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để bà con thôn xóm học tập và làm theo để xóa đói giảm nghèo. Riêng năm 2020 này, dự kiến Bảo Hà sẽ có thêm 62 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn xã từ 17,17% xuống còn khoảng 14%. Đây chính là động lực để Hội Nông dân xã Bảo Hà tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp sức cùng các cấp chính quyền thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.